Quý vị đang theo dõi bản tin Trung Kính ghi nhận tình hình an ninh trật tự tại tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu và cả nước phát trên sóng truyền BRT. Bản tin do Đài Phát thanh và Truyền hình phối hợp với Công an, Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu cùng với Bộ Tư lệnh Vùng Cảnh sát Biển 3 thực hiện. Bản tin chiều nay có những thông tin gì đáng chú ý? Mời quý vị theo dõi ngay sau đây. Thông tin đầu tiên ghi nhận ở tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu. Thưa quý vị, Công an thành phố Vũng Tàu vừa thực hiện thành công chuyên án đấu tranh với các đối tượng mua bán trái phép ma túy, bắt giữ 4 đối tượng liên quan. Trong 4 đối tượng bị bắt, có 1 đối tượng trú tại huyện Nhà Bè, thành phố Hồ Chí Minh, 3 đối tượng còn lại trú ở huyện Long Điền, thành phố Vũng Tàu, tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu. Đặc biệt là có 2 đối tượng còn rất trẻ, mới 16 tuổi và 17 tuổi. Qua quản lý địa bàn đầu tháng 8 năm 2020, đội cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy Công an thành phố Vũng Tàu, tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu phát hiện một nhóm đối tượng tuổi đời còn rất trẻ, có dấu hiệu cấu kết với nhau thành đường dây vận chuyển, mua bán trái phép chất ma túy với số lượng lớn trên địa bàn Vũng Tàu và thành phố Hồ Chí Minh. Sau một thời gian lập chuyên án đấu tranh, ban chuyên án xác định Phùng Thanh An là đối tượng cầm đầu đường dây mua bán ma túy từ thành phố Hồ Chí Minh đến Bà Rịa Vũng Tàu và nhiều địa phương lân cận. Ma túy mua về được cất giấu tại một căn hộ chung cư ở huyện Nhà Bè, thành phố Hồ Chí Minh. Khi khách có nhu cầu, An giao cho Hậu, Nguyên, Nhật mang đi giao dịch. Mỗi lần giao hàng, An trả tiền công cho đàn em từ 500 đến vài triệu đồng. Chiều 13 tháng 8, đội cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy Công an thành phố Vũng Tàu đã bắt quả tang Nguyễn Huy Nhật đang chờ giao ma túy cho khách tại một căn hộ chung cư trên đường 30 tháng 4, thành phố Vũng Tàu. Tang vật thu giữ gồm 5 gói ma túy tổng hợp ketamine và 200 viên thuốc lắc. Mở rộng điều tra, Công an thành phố Vũng Tàu đã bắt giữ An, Hậu và Nguyên tại căn hộ chung cư ở huyện Nhà Bè. Ở căn hộ này, Công an Vũng Tàu tiếp tục thu giữ 315 viên thuốc lắc, khoảng 700 gram ma túy đá và 250 gram ma túy khay. Công an thành phố Vũng Tàu đang tiếp tục điều tra, làm rõ mức độ hành vi phạm tội của các đối tượng trong đường dây tội phạm ma túy để xử lý. Chuyển sang ghi nhận ở tỉnh Bắc Ninh. Thưa quý vị, nhận được tin báo có một tàu hàng bị đắm trên sông Đuống, Thủy đoàn 1, Cục Cảnh sát Giao thông đã nhanh chóng cử một tổ công tác phối hợp với Phòng Cảnh sát Giao thông Công an tỉnh Bắc Ninh, cảng vụ đường thủy nội địa khu vực 2 đến hiện trường. Lực lượng chức năng vừa cứu nạn cứu hộ, vừa tổ chức bảo vệ hiện trường, chống tràn dầu và làm rõ nguyên nhân xảy ra vụ việc. Khi tàu bị đắm, có 4 thuyền viên có mặt trên tàu. Rất may là hiện cả 4 người đều an toàn. Theo bản tường trình của thuyền trưởng Trần Văn Thắng, thường trú thôn Sim, xã An Lư, huyện Thủy Nguyên, thành phố Hải Phòng, khi tàu đang lưu thông thì bị nghiêng. Với kinh nghiệm lái tàu hơn 10 năm, thuyền trưởng Thắng đánh lái nhanh hướng tàu vào phía gần bờ, chỉ kịp thả neo để giữ tàu ổn định hướng vào vị trí, hô hào anh em bỏ tàu bơi nhanh vào bờ. Thủy đoàn 1, Cục Cảnh sát Giao thông cho biết, kết quả kiểm tra sơ bộ cho thấy tàu HB3121 chở hơn 500 mét khối cát san lấp từ bến đò Chu Vang, huyện Đan Phượng, thành phố Hà Nội đi thành phố Hải Phòng. Khi lưu thông đến khu vực sông Đuống, địa phận thôn Chi Trung, xã Tân Chi, Tiên Du, Bắc Ninh, bỗng bị đắm. Tàu không va chạm hay bị tác động của con người, có thể do bị buộc mạng bên trái. Thời điểm xảy ra sự cố vào ban đêm, thời tiết có mưa, nước sông Đuống dâng cao. Trên tàu có 4 thuyền viên đều có bằng cấp, chứng chỉ chuyên môn đúng quy định. Tổ công tác của Thủy đoàn 1 phối hợp với Tổ công tác của Phòng Cảnh sát Giao thông Công an tỉnh Bắc Ninh yêu cầu đơn vị trục vớt tàu ký cam kết đảm bảo an toàn cho người và phương tiện, đồng thời tổ chức phân luồng giao thông. Đơn vị trục vớt tàu phải dùng đến 3 cẩu tời, lật ngửa tàu, đánh nổi tàu, hở nắp hầm, sau đó hút nước. Việc trục vớt vẫn đang tiến hành, dự kiến mất 24 giờ mới trục vớt xong. Thưa quý vị, hành vi bán lại găng tay y tế đã qua sử dụng vào thời điểm mà đại dịch COVID-19 diễn biến hết sức phức tạp này là hành vi hết sức nguy hiểm, gây hại đến cộng đồng và chắc chắn là cũng không tránh khỏi nguy cơ cho chính bản thân. Tuy nhiên, vì lợi nhuận trước mắt, nhiều đối tượng vẫn bất chấp. Kiểm tra tại công ty MC Kingly Brochures tại khu phố 1, phường Tân Định, thị xã Bến Cát, tỉnh Bình Dương, Cục Quản lý Thị trường tỉnh Bình Dương cùng với Phòng Cảnh sát Kinh tế Công an tỉnh phát hiện 2,1 triệu chiếc găng tay y tế đã qua sử dụng đang được lưu giữ tại nhà xưởng. Chủ doanh nghiệp khai nhận từ đầu tháng 8 đã ký hợp đồng với một doanh nghiệp trên địa bàn huyện Hóc Môn, thành phố Hồ Chí Minh thu mua 5 tấn găng tay y tế qua sử dụng về phân loại, chọn cái nào không bị rách để đóng gói xuất ra thị trường với thương hiệu Aum Lasmi của doanh nghiệp này. Trước khi bị phát hiện, doanh nghiệp đã bán được 3,8 tấn hàng.
Số còn lại gồm hơn 2 triệu găng tay y tế cũng đã được đóng gói và dán thương hiệu Aum Lakshmi, chưa kịp xuất bán thì bị phát hiện. Phát tán virus SARS-CoV-2 còn phải kể đến hành vi tổ chức đưa người xuất nhập cảnh trái phép. Mặc dù các lực lượng chức năng đã quyết liệt triển khai nhiều biện pháp ngăn chặn, nghiêm trị thích đáng, nhưng những đường dây tổ chức vượt biên trái phép vẫn cứ liều lĩnh hoạt động bất chấp hậu quả. Đồn biên phòng cửa khẩu quốc tế Nậm Cắn, Bộ đội biên phòng tỉnh Nghệ An vừa ra lệnh bắt khẩn cấp đối tượng Lầu Bá Chù về hành vi đưa người nhập cảnh trái phép qua biên giới. Tại bản Trường Sơn, xã Nậm Cắn, huyện Kỳ Sơn, tỉnh Nghệ An, lực lượng chức năng bắt giữ đối tượng Đậu Xuân Trung, trú tại xã Nghi Yên, huyện Nghi Lộc, tỉnh Nghệ An, đang có hành vi nhập cảnh trái phép. Đối tượng Trung khai nhận được Lầu Bá Chù tổ chức đưa nhập cảnh trái phép từ bên kia biên giới về Việt Nam với số tiền công 3 triệu 500 ngàn đồng. Tại trụ sở cơ quan điều tra, đối tượng Lầu Bá Chù khai nhận toàn bộ hành vi phạm tội đưa người vượt biên trái phép. Đồn biên phòng Bản Lầu, Bộ đội biên phòng tỉnh Lào Cai đã ra quyết định khởi tố vụ án hình sự tổ chức đưa người xuất cảnh trái phép đối với các đối tượng Lùng Văn Trưởng, Giàng Xeo Bao, Tráng A Tình đều ở Lào Cai. Trước đó, trong lúc tuần tra, các lực lượng chức năng đã phát hiện 7 đối tượng, trong đó có 4 đối tượng mang quốc tịch Lào và khu vực biên giới xã Bản Lầu, huyện Mường Khương để tìm cách xuất cảnh trái phép sang Trung Quốc. Các đối tượng khai nhận, Lùng Văn Trưởng là người đang làm việc tại Hà Khẩu, Trung Quốc, đã thuê Giàng Xeo Bao và Tráng A Tình đưa các đối tượng người Lào vượt biên sang Trung Quốc làm thuê. Để đảm bảo công tác phòng chống dịch bệnh, đồn biên phòng Bản Lầu đang tổ chức cách ly 7 đối tượng và lấy mẫu xét nghiệm. Kết quả lần 1, cả 7 đối tượng đều âm tính với COVID-19. Khép lại bản tin trưa kính chiều nay là những thông tin về tình hình an toàn giao thông. Xe mô tô do một người đàn ông 34 tuổi trú tại phường 12 thành phố Vũng Tàu, tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu điều khiển lưu thông trên đường Trường Chinh theo hướng từ thành phố Bà Rịa về huyện Long Điền đã va chạm với xe ô tô tải đang dừng đỗ ở lề bên phải trước số nhà 46 đường Trường Chinh. Hậu quả của vụ tai nạn, người điều khiển xe mô tô tử vong tại hiện trường. Từ hình ảnh trích xuất từ camera nhà dân và theo những người có mặt vào thời điểm xảy ra tai nạn, xe mô tô đâm vào phía sau xe ô tô tải. Lực đâm rất mạnh khiến phần đầu xe mô tô bị biến dạng, kẹt vào đuôi xe tải. Sau khi nhận được tin báo, lực lượng chức năng công an thành phố Bà Rịa đã có mặt tại hiện trường, tiến hành điều tra nguyên nhân tai nạn. Tại thị xã Từ Sơn, tỉnh Bắc Ninh, xe chở công nhân của công ty Foseca Việt Nam khi đang lưu thông trên đường đã bất ngờ va chạm với một xe container tại khu công nghiệp V-Ship. Vụ tai nạn khiến 27 công nhân bị thương, phải nhập viện cấp cứu. Các bác sĩ Trung tâm Y tế huyện Từ Sơn đã cấp cứu và chăm sóc y tế cho 14 công nhân bị chấn thương phần mềm. Những người còn lại chỉ bị thương nhẹ. Hiện sức khỏe của 27 công nhân đã tạm thời ổn định. Ngay sau khi vụ tai nạn xảy ra, lãnh đạo thị xã Từ Sơn, tỉnh Bắc Ninh đã đến thăm hỏi, động viên các công nhân bị thương. Trước mắt, thị xã Từ Sơn hỗ trợ mỗi công nhân bị thương 1 triệu đồng. Cảm ơn quý vị đã dành thời gian theo dõi bản tin trưa kính chiều nay. Nếu muốn theo dõi lại những bản tin đã phát sóng, quý vị có thể truy cập vào địa chỉ website của đài brt.vn hoặc subscribe kênh YouTube BRT Go. Thông tin cộng tác cùng với ý kiến góp ý cho chương trình, quý vị vui lòng gửi về hộp thư điện tử trưa kính brt@gmail.com. Xin kính chào tạm biệt và đừng quên trở lại với chúng tôi vào khung giờ này chiều mai quý vị nhé.